tôi thằng đó gỡ cho anh Phi 200. Đó thì 100. Đúng rồi. Đâu, đó còn đúng đó. Hỏi anh với anh gì thì bán tiếp. Anh Phi, anh Phi. Nhận có 100 hả? Nữa, nữa, nữa. Dấu nữa nè, cái mặt dấu nữa nè. Giống đâu, giống. Tệ, tệ, cái đập. Không, có tờ 200 mà sao, coi kỹ số lại. Tờ 100 hả? Dấu nữa nè. Thì dấu lắm nè. Dấu nó mặt xàm không à. Anh ta nói cho 200 đô gì đó. Nó biết tiền á, nó biết tiền. Ủa Phi nó có tiền với trời. Đổi ra rồi hồi chiều. Đó. Rồi anh đếm cho anh ơi, điểm rồi. Phải 200 không? Không? Phải 200 không? Phải 200 không? Phải 200 đô không? Biết là 500 mấy tờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, 4 triệu rồi. Trời đất ơi, đúng rồi, ngồi xuống ông đi. Ông Phi ơi, ông Phi. Đó. 4 triệu mấy đó mua được 8 tờ là 4 triệu. Cái đó là tiền 200 đô của anh Phi không á. Nó cãi. Ủa, để ngon vậy ta. Cô Thanh lại có sự mà Phi nhiều hơn Phi. Ai biết đâu. Sao hôm bữa Quy chửi Phi nhiều quá bây giờ cô Thanh buồn lại. Thì em nói em chửi anh Phi nè mà cô đó chửi anh Phi sao mà. Trời ơi thiệt luôn. Tính ra chửi ra tiền. Nghe thiệt. Chửi ra tiền luôn hả? Thì em chửi. Thì... bữa nào chửi anh lận coi. Chứ mấy thì cô đưa đứa 150 rồi đúng không? À, được được. Không dám đâu mà hà em chửi chồng em. Không, bữa nào chửi anh lần thứ cho ra tiền anh được 200 đô coi. Vậy là mai mốt anh hết tiền á. Được. Mai mốt hết tiền kêu tụi anh lại quay clip chửi nha. Chửi Phi. Chửi em ra tiền nữa. Ừ. Ok đó. Không được chửi. Tính ra chửi là ra tiền. Không có lần thứ hai nha. Nói con á, nói em đừng có chửi anh Phi nữa. Có luôn hả? Có, nói chồng chửi là cô phải tốn 200 nữa. Nói Thanh nói là dặn em nè, nói đừng em... chửi chồng nữa. Bây giờ thôi đồ dưỡng ăn đi. Bây giờ ngọt ngào rồi đấy. Bò, tôi thích chuẩn bị ăn cái mọc. Bây giờ, có thịt bò ăn. Chết luôn. Có tiền thì thấy khác liền. Mai mốt chửi anh bữa cái mày. Chửi ra tay. Ai chửi Vĩnh cũng được. Chửi rồi ra tiền hả? Thôi chửi anh đi. Trời đang đói chết chửi anh tăng thử coi. Khi được 200 đô làm sao? Chửi anh nhịn luôn á. Thiệt. Anh không nói gì đâu. Ờ chứ em không dám đâu. Chửi chồng thôi à. Chửi chồng thôi. Chửi chồng được. Trời ơi không dám. Đó giờ mới nghe mà chửi mà ra tiền luôn. Ờ, thật tình luôn. Hôm bữa giả bộ chửi trời. Giả bộ chửi cho chồng nhịn. Ủa hôm bộ là bữa là giả bộ cái gì? Chửi lại ta. Chửi bộ cái gì? Chửi thiệt hả? Chửi mệt cũng chết luôn mà. Anh chở em lên rồi chở em nó sợ coi mà người nào không anh nhìn vô là anh biết ai thiệt ai giả mà anh đi nói đúng anh đi có nói đúng anh đi nói người mời người nước ngoài người nói đúng anh nói tới người có Thanh gửi cho em vậy mà ngày hôm qua ngồi chờ em ngày. Cảm ơn anh Huy tại vì anh Huy nói thiệt lòng mà Huy nói có Thanh gửi cho em 100 đô anh Huy nào anh Huy á Huy nào Huy đẹp trai đó anh Huy mà Huy với anh chụp mấy phim nó chờ Huy anh Huy đẹp trai. Ủa vậy là được nhận được tiền luôn hả? Thì anh sao anh Huy nó nói vậy em nhận. Trời sao hên dữ ta mới nhận được tiền xong rồi có tin vui nữa. Ai tin vui gì? Thì tin vui ta cưới cho đám tổ chức đám cưới gì đó. Ai tổ chức? Phi nói ngồi nó lật. Phi nói ngồi nó lật đĩa chứ mới nói mời anh em YouTube đi qua chơi thôi. Thì nào tới thì tính. À, chị sẽ gây điện cho em mà không nói chuyện thôi đâu, cho em biết. Chị đó hả? Không nói chuyện em không à. Là chị CD là nhấn mạnh cho là đúng là chị CD luôn. À, khi nào cổ xuống. Chị CD nói em ơi nè. Ủa gì đang ở Việt Nam hả? À, Việt Nam ở bên Mỹ rồi, mà mới về Việt Nam. Trời ơi, mới về Việt Nam luôn hả? Đó, ở đó mới là thứ hai là cô về, tướng thứ hai là cô về đây rồi. Rồi sao Phí, đi chọn đồ vest chưa? Rồi tướng này sao mà có cái đồ vest đâu? Tướng nhỏ xíu à. Nhưng mà nhớ ngày đó đừng nhậu nha. Trời ơi. Chú gái xỉn là kỳ lắm. Có điều xỉn không à, trời. Có xỉn không à. Có được mừng mà thôi, mà chúng số. Vậy thôi ngày mai mình đi làm giấy kết hôn trước đi. À, để giấy kết hôn mày nói làm sao đi. Tổ chức trước ha. Tổ chức trước đi. Anh tổ chức kẻ nha. Cái kia hai em biết lâu rồi. Cái kia tính sao? Mấy năm rồi, không phải mấy đây. Mấy năm rồi còn trước cản chứ. Đây nè, đây là Vy. Cái hồi chiều á anh có phát trực tiếp lên đó rồi có gì chị gì thi thơ thương thơ gì đó. Thì có hỏi em có cái chính xác mà có bầu không? Ờ chị Thiên Thơ đó hả? Ờ. Chị Thiên Thơ nói em có bầu xanh. Chị nói gì đó mà có không có chị điện cho em mà ý mà có bầu không nè thì có em nói có mà
Không, bây giờ chị nói là có thì xanh, giờ chị giúp ơi đó. Có. Có là thì phải xanh rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ có hay không? Thì có. Bây giờ có luôn hả? Có. Tại vì sao đang bị cảm lạnh. Cái nóng lạnh rồi sao biết là nóng lạnh rồi. Không, bây giờ không chính xác đâu, chỉ để đi siêu âm thôi. À, làm cái gì một cái gì đó thôi. Chứ còn đừng có đoán mò nó là có. Sao mà nóng lạnh hoài? Có không, có không, giờ trên đây người ta nói vậy không? Ngày mai đi mua que đi. Không, cái này ông để chạy từ từ mới biết được. Bây giờ mình nói là chưa biết đúng không? Để cái này mới mà sao biết được. À, đó hả? Nói với anh Tần sao biết được. Ồ, chị Thiên Thơ này đâu phải là người giúp em. Người chửi em á. Người chửi em á. Người khác. Bà chửi em đó, nhớ không? Bà Thiên Thơ đâu. Ủa em nói người khác mà, bên Mỹ kìa. Bên Mỹ hả? Không, giờ mình cắt ngang cái vụ bầu đi, trời ngựa nghe nó phản cảm quá. Bỏ đi, bỏ đi. Tính vụ đám cưới chưa xong kìa. Tính vụ đám cưới đi. Bầu, gầu. Gầu á? Phi nghe bầu gầu. Mà cưới sớm sớm đi, để cái bầu bự mà, không có dâu xấu lắm. Phi nói con. Em có tiền bạc đâu mà lo đám cưới. Rồi, Phi cứ nói, Phi cứ nói vậy không mà. Ta về chợ cho mà, sợ hoài. Ừ. Rồi có gọi cho chị Ngọc luôn hả? Rồi em. Em kêu chị Ngọc về, chị Ngọc nó bắt làm rồi, về không có được. Chị Ngọc là không muốn về để giữ tiệc luôn hả? Em kêu chị không về. Thôi anh Tư được rồi. Em kêu Tư về. Có người đại diện. Có gia đình em được rồi. Bùi Phi, ai người đại diện của em? Có chị Hai em hả, Hẻm Tâm nữa nè. Chị Hai ở đâu nữa? Hai hả, Hẻm Tâm á. Ủa chị Hai đâu ra nữa trời? Có. Có Hẻm Tâm á. À biết. Chị đó đó. Rồi Phi nè, Phi ai là có người đại diện? Ba mẹ em. Ba mẹ có chịu không? Điều. Ba mẹ có chịu không? Được. Đâu thử gọi điện cho ba mẹ nghe thử coi. Không có xài điện thoại đâu. Quý vậy? Cha phải chịu rồi. Chịu hết cho gọi nhận là chịu, nhau rồi. Chịu nhau rồi. Đi lại tổ chức em rồi. Có không? Chị em đi hỏi anh cha phi nói chịu rồi, chưa tổ chức rồi. Mẹ chịu rồi hả? Mẹ chưa. Gia đình em đồng ý hết trơn. Rồi sao mẹ không chịu là sao? Cha anh Phi không hả? Gặp anh Phi, cho anh Phi gặp anh nói chuyện với anh Phi. Không, mẹ em đi mua. Mẹ em Phi không thấy. Ba em là chủ ở trong nhà mà ổng đồng ý là. Hay, có lý. Đây nè, bây giờ mình tổ chức mình phải 10 mối mang người ta bán ve chai cho mình nữa. Mối mang gì đâu. Mượn đi đi 10, không đi 10 những người mà người ta thu mua mình á. Không, sao? Cái bẩn gì? Chủ hãng. À, chủ hãng. Chủ hãng thì có thể thì ra đi chủ hãng cho trai chuẩn bị lên thiệp được rồi có là 10 lợi à 10 lợi ha cái đó nhờ hai mấy người lớn đi mời chứ không Phi mà tổ chức đám cưới là khách nói chung là nguyên cái thành phố này chắc hơi bị đông á thầy Phi là nói chung là người nổi tiếng người nổi tiếng cái cô mà nghệ sĩ ghi á của Đĩ thích lặng rồi hình rồi em thích lặng rồi hình như là sao mà biết số em được à, hình như là cô CD là lần đầu tiên mới xây nhà xong đúng không mà, đúng rồi lúc mà chạy xe lúc mà cắt nhà đó điện mua máy giặt máy gì đó mua đấy nha mua ba ông em nè thì đó thì đó điện lại đó mấy em hỏi ó sao mà chị điện cho em được rồi có cô nói sao không cô nói chị ra cô đi làm ở lâu mới về về nước cô chị CD thì nói vậy đó liên lạc em không có được. Trời, tính ra là cuộc sống của Quý Phi tính ra là thay đổi liên tục luôn ha. Hôm qua thì nhận không được tiền mà mất ai nhận được. Mất tiền. Vừa mất tiền mà vừa không nhận được tiền. Còn bây giờ ngược lại, vừa nhận được tiền mà được nhận được tin vui nữa. Thì cái người nhà đưa rồi, thằng giả lúc này là nhức đầu nữa rồi. Có người tới tay em nhận nha. Em mất tiền rồi có người tới tay em nhận. Vậy là số tiền nhận lại là nhiều gấp đôi số tiền mình mất mà. Cái 300 đô lần là 7 triệu mấy. Ừ, mà gấp đâu. Đổi chưa? Đổi rồi. Đổi rồi luôn hả? 2 triệu rồi. 100 đô được bao nhiêu tiền? 100 đô được 2 triệu 2 triệu 4. Ủa này đô lên dữ ta. 2 triệu 4 ăn 100 hả? À. Anh Phi 200. Đứa 100. Anh 200 đô. Đứa 100 hay còn được, còn 100 nữa đâu? Cô vậy có đứa 100 hả? Cô Thắng nói gửi cho anh Phi 200. Đó. 200. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó còn đứng đó. Hỏi anh với anh thì bán tiếp. Anh Phi. Anh Phi. Nhận có 100 hả? Nửa. Dấu nữa nè, cái mặt dấu nó nè. Dấu đâu, dấu. Tệ cái đập. Không, có tờ 200 mà sao, coi kỹ số lại.
tao chấm mà dấu nữa này thì dấu lắm này nó mặt xàm không à anh ta nói cho 200 đô gì đó nó biết tiền đó nhiều nó biết tiền vui khi nó có tiền mới trời đổi ra rồi là chiều đó lên đếm cho hai ơi điểm rồi phải 200 không phải 200 đô không phải 200 đô không biết là 500 mấy tờ 1 2 3 4 5 6 7 8 đó 4 triệu rồi trời ơi đất ơi đúng rồi ngồi xuống ông Phi ơi ông Phi đó 4 triệu mấy đó mua 8 tờ là 4 triệu cái đó tiền 200 đô của anh Phi không á nó cãi ủa ngon vậy ta cô Thanh lại có sự mà Phi nhiều hơn Phi ai biết đâu sao hôm bữa Quy chửi Phi nhiều quá bây giờ cô Thanh buồn buồn lại thì em nói em chửi anh Phi nè mà cô đó chửi anh Phi sao mà trời ơi thiệt luôn tính ra chửi ra tiền nghe thiệt chửi ra tiền luôn hả em chửi bữa nào chửi anh lận coi chứ mấy thì cô đưa đứa 150 rồi đúng không đỡ được không dám đâu mà hà em chửi chồng em không bữa nào chửi anh lần thứ cho ra tiền anh được 200 đô coi vậy là mai mốt không có tiền á mai mốt có tiền kêu tụi anh lại quay clip chửi nha chửi Phi chửi em ra tiền nữa ừ ok đó chửi tính ra chửi là ra tiền không có lần thứ hai nha thế em nói à không dù sao thì cảm ơn cô Thanh đi chứ dạ, anh đâu cảm ơn cô Thanh giúp đỡ vợ chồng con cảm ơn rất nhiều chúc cô Thanh được mạnh khỏe con nói cô Thanh kêu con thì con nghe nó mua đồ ăn này nọ rồi con nghe nó cảm ơn cô Thanh nhiều rồi. Cô Thanh có nói là mai mốt đừng có chửi Phi nữa không nói con nói em đừng có chửi Phi nữa đó, đúng hả đó nói chồng chửi là cô phải tốn 200 nữa nói Thanh nói là dặn em nè nó đừng chửi chồng nữa bây giờ mua đồ dưỡng ăn đi bây giờ ngọt ngào rồi đó bò tôi thành cho Phi ăn cái mỏng bây giờ có tiền mua thịt bò ăn dạ luôn có tiền thấy khác liền mai mốt chửi anh bữa ngay chửi ra tay chửi Phi chửi Vĩnh cũng được thôi chửi anh đi trời đang đói chết chửi anh tăng thử coi khi được 200 đô làm sao coi anh nhịn luôn á thiệt anh không nói gì đâu chứ em không dám đâu chửi chồng thôi chửi chồng thôi chửi chồng được trời em không dám đó giờ mới nghe mà chửi mà ra tiền luôn á thật tình luôn hôm bữa giả bộ chửi trời giả bộ chửi cho chồng nhịn ủa hôm bộ là bữa là giả bộ gì chửi thiệt đó chửi bộ gì chửi thiệt hả chửi mệt muốn chết luôn mà nè nè bây giờ mình xin cắt ngang cái anh nói nhỏ nghe bây giờ mình nói nhỏ thôi đừng cho ai nghe ví dụ mình mất tiền là có thật không mất thiệt chứ em có tiền đâu mà số tiền 500 triệu số đó. Tiền đó là lúc trước mà cô giấu tên gửi cho em sao em phải cô khóc khác nữa cô về giấu tên thì sao có tiền 5 triệu còn phải chửi Phi thêm ra tiền nữa thì 5 triệu đó là cô giấu tên đó là gửi hai chồng em là đứa 100 đô đứa 2 triệu tính ra hai người kia có đó, tiền mà chẳng như là giữ bí mật không có ai biết được là Vi có tiền cô giấu tên đó nếu mà không mất tiền là không đang bao giờ không hề ai biết là Vi đang có tiền để mất nhưng mà mất thiệt hả mất thiệt đó, nhưng mà bây giờ còn cô nào giấu tên gửi nữa thì 2 triệu bạc đó hả chẳng mất cả 2 triệu á không biết sao mất nữa trời mất 3 triệu giờ mất cỡ 2 triệu anh mất cả 2 triệu nói rồi mất rồi hồi chắc sụt xẹo luôn á chung Phi nói được hồi thì 2 triệu hồi thì 3 triệu hồi rồi. Thì 1 triệu bỏ túi quần em hai 1 triệu túi quần em xài còn 2 triệu là đắp Phi đó mỗi lần Phi có tiền ít là bỏ đâu đâu bỏ trong túi không à anh không biết em để đâu không bỏ đâu để dưới giường nè chờ hết luôn vậy là cái này chắc Phi đấy chứ không ai nè em lấy nó là anh vậy 2 triệu bạc để đóng nhà trọ đó thì ơi có nói nha em nói thiệt kèm nó có để đóng nhà trọ ta đó vậy bà mai lấy bà mình vô đây cái mình chở cái điểm mình coi cái bữa nay khai rồi bữa nay khai luôn rồi sao mất rồi bữa nay ông tưởng ông lại á rồi đừng có nhập nhật nữa thôi đừng thừa đừng thấy giờ đừng sao rồi giờ sao có tiền bây giờ có tiền nè nói là ông lại không anh nói gì là người ta la nói mình rồi giờ có tiền rồi sao nữa thôi mắc thôi có bỏ bậy bạ nữa không để mắc nữa không thôi bỏ cái đó nó đi bỏ cái điểm nó đi để bên đây nó khỏi ăn luôn đói luôn nói thế thôi bây giờ ngày mai mình đi vô ngân hàng mình mở cái tài khoản đi có gì đâu mà làm có gì đâu là khoản tại mấy triệu bạc mua đạn rồi khoản tiền đô luôn em không đại tiền là đỡ sao để đóng nhà trọ 4 triệu đó mai có thể là sắm đồ bếp trước được rồi à để đóng nhà trọ đóng nhà trọ hả đóng nhà trọ được mấy tháng luôn
Để cho mấy trọ. Rồi nó nghe nè, được số tiền nhiêu đó là anh hỏi thiệt luôn. Được số tiền nhiêu đó là mình để làm gì? Hỏi thiệt luôn á. Thì hai vợ chồng em để sinh sống đi mua phế liệu. Thì đóng tiền nhà trọ, làm vốn. Trời ơi, đâu cần đi mua nữa chứ giờ cứ tháng tay gửi nha. 300 thì mua gì nữa. Miễn có tiền đóng nhà trọ thì đóng nhà trọ ra ra. Đó, tới chừng khi nào mà hết tiền bắt đầu la làng nữa ha. Đây ta. Mà bây giờ mình có tiền rồi mình ăn cơm tiệm hay ăn cơm nhà nè. Đó, nấu cơm nhà đó. Đầu lên kiểm tra xíu coi. Bên này đúng không? Bên này có cái gì không? Bên này có gì? Không, xin cả nhà xin cả nhà kiểm tra quý vị xíu coi. Đây có gì không? Đó. Gì vậy? Cái gì khắc nghẹt gì? Cái mỡ kho quẹt. Kho quẹt. Rồi, đó 300 đô mà điện cấp mỡ kho quẹt. Rồi. Cua, cua ba khía thiệt luôn hả? Để tiền ăn để đóng cái nhà trọ đó. Rồi sao ở dơ dữ vậy? Quá trời ơi, cơm gì chui vũ gì ớn thiệt. Vậy nó không dọn á. Cơm á, cơm à, cơm. Cơm thừa ta dù nước bọc thì em bỏ thùng cát rồi đàng hoàng cho ai đó. Để mới đó. Có heo có gì ăn để tội chết. Mới chuột ăn hết rồi. Trời, chuột gì trong đây luôn hả? Đồ không á. Hả? Đồ á. Chuột gì trong phòng chứ không nổi. Có chuột á. Nói chung là cũng bừng cho hai đứa. Giờ biết sao giờ mình không biết nói sao luôn.